vàng thì vàng thật, chớ lộn thao không xài. Nói cho tử khứ sanh lai, lão tặng một bài tớ gái phổ thi. Nam mô Bụ Sơn Kỳ Hương Phật. Hay gì đâu bật hết rồi. Rồi, chào Phúc An, chào cộng đồng mạng, chào đại chúng và chào hết quý vị cư sĩ Kinh Điền. Hôm nay là cô Ba trở lại ở Trang Thành, huyện tỉnh Kiên Giang, huyện Giang Thành. Và đây là một cái ngôi chùa mà cô Ba nói là mua miếng đất, không biết hên là xui. Lại là gặp có ngôi chùa các vị Phật nên cô Ba cất một cái ngôi nhỏ nhỏ để thờ tự và cũng làm ruộng ở đây. Thì cũng do cái cơ duyên là thấy Đức Phật Trầm về kêu là mở lại gần 5 cây lá gầm gà, có ai biết được liên qua đâm chồi. Như vậy thì hôm nay là có một cái di tích là cái điềm quý hay lạ. Là khi đó là khi cô mua miếng đất rồi thì các cái vị Phật nó lâm xấu xấu không à. Rồi cô thấy có đức tượng của bà Quan Âm rất là xấu mà cô thờ. Đó là trước đây chính quyền đi cũng biết là những ngôi nhà mà cháy năm đó là cháy rụi hết, chỉ có ngôi nhà cô và cái những cái máy cài và xe Honda người ta cũng cháy, nhưng mà chiếc máy cài của cô không cháy và ngôi nhà của cô không cháy. Nhưng mà bà Quan Âm cái tượng của mẹ là rất là xấu đi lâu rồi. Nên ông nhà mình á, là tức là bạn của mình là ông Ba Bô, mà khi ông còn sống ông nói thôi cái tượng gì xấu quá mày thỉnh mẹ đẹp đẹp đi rồi về quỷ quỷ bà mẹ này đi để thờ lên cho nó đẹp đẽ. Nhưng mà thưa với quý vị, nó có một cái điều kỳ bí là mày gọi coi cái này giống như một cái ngôi mồ mà tôi đã chôn á. Thì tôi cũng vô tình tôi cũng xin là sau này tôi cũng bị một cái tay và cái chân bị tê. Thì tôi đập một cái cánh tay của mẹ và tôi đập luôn một cái giò của mẹ. Đặng là chôn mới được kìa, nó gồng ghềnh. Nên tôi để nằm xuống đây rồi tôi xây một cái thành cũng giống như một ngôi mộ ở đây. Thì là lại khi mà cái ngôi mộ này được xây ở đây là ngôi mộ của mẹ bằng cốt xi măng. Nhưng mà lại các ông mối lại mọc lên một cái ổ mối như thế này. Thì hôm nay tôi cất cái chỗ thờ tự rồi thì cũng mở điện bằng ruộng, giống như Đức Thầy nói là có cái câu đọc không biết thuộc hết không, nhưng mà ở trên xin Thầy cho con điển con thuộc khúc để con đọc lại cái câu này coi. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bụ Sơn Kỳ Hương Phật. Bằng tâm ngủ ứng thừa nhàn, đeo đòi nghiên bút lẫn bàn tục tiên ta là cư sĩ cái cánh điền, lo ngày cài cuốc cũng chuyện tu hành. Xa nơi tranh đấu lợi danh, giữ lòng thành tình cho tánh lành, trao truyền gắn công trì niệm sớm khuya, thân tì còn tục tâm lìa cõi mê. Chỉ toàn gieo giống bồ đề, kiếm ngự lương thiện dắt về, tay phan dạy phiên những kẻ ngộ ngang, biết câu lục tự dịn đàn tư ân. Trần sống chọn nghĩa nhân, sống làm tội Phật mà thác thân liên đài, cầu cho mối đạo hoằng khai, cầu cho trăm họ bồng lai được gần. Sớm về cõi Phật an thân, ở kiếp phong trần dài gió dạng sương, Phật ngơ đài phượng Phật mự phương, tu cầu cho đúng Phật dương trị đời.
cho nên phải thuận thế thời. Người tu mà biết được việc đời, đạo nghe nhớ lời ở chớ bãi khoe, lo tu thanh tịnh lắng nghe tiếng lòng. Đây là những lời dân pháp riêng của cô ba. Từ khi khai mở đất đồng ruộng nương mà gãy má cho trong xứ nhà, vì dân lệnh của Phật bà mở nơi thờ tự con nhà Bủ Sơn. Từ khi vua về ngữ tà lớn, nhìn xem mà bốn phía những ơn cao dày, đầy dựng sắc lệnh Phật thầy, cửa Nam mà chấn giữ lần này mới thôi. Hà tiên hùng dũng chi rồi, còn tôi mà giữ lấy gia ngôi đất đồng, sẽ đắp xây để cái chân Quỳnh Long mà sức nửa sĩ ruộng đồng mở mang. Đây về nương tỉnh An Giang, lại sanh mà tư chúng tầm phan cũ đời, lập cho đúng chỗ đúng nơi, chờ đợi cơ thời mở cửa long qua. Xưa kia xác hữu cây đã già, thế gian mà gọi đúng cử đa ở trần. Thừa sâu xa cây biển bắc non tầng, gửi đời tơ gai mấy phần thơ trao. Tơ gai còn lập công lao, để mà lửa lọc cho thao thành vàng, lúc này mới nhận cái điển hoàng chân lệnh mẫu hoàng mở cửa Hà Tiên. Vàng thành là chỗ cái chân miền ẩm cơ mà di tụ Hà Tiên ruộng nhà, từ đây cho tới Hải Ba Hà Tiên mở cửa người nhà hân hoan. Hà Tiên phú quốc định an, thì lão mới được Kỳ Lan hợp hình hội trường mở lại tâm linh, thành tâm gan nhớ nữa mình phải trao. Viện Phật học ngữ trước mà ngữ sau, võ vương mà sức thế vàng thao lọc lừa đổ thành người y cũ xác xưa. Hôm nay mà tái lại sớm chưa cây lo ở lường, từ đây khai triển hội trường hợp hình thông nhất phỉ thường, biết đâu cây hợp áp gọi lại quy châu, một bài hoàng mẫu gồm thâu cái lục này. Lục châu là
chỗ cây Phật thầy. Á Châu là chỗ được này phận công chữ vị chữ thanh. Cái nằm ông cử đà mà lập thế đó không kỳ khác ở nào. Qua Nhật Mỹ thần quy tàu hạ tiên mà mở cửa ngự vào. Ngự gà phu lòng hạng dạng cái ngự ta dựng xây xây dựng kỳ ba thanh tùng. Còn các con tiên xây dựng mà đến hùng trong bốn mà ông thẻ của người dùng. Thất sơn cây mở cửa miệng giáp thì tạ lần ngự tu mà biết được kéo sơn danh đề. Nông nghiệp kỹ nghệ bút phê mở được bản đề danh hiệu Tây An. Thôi thì Đồng Tháp cây bước sang mở lại mà cửa hoàng phục vị phía Nam. Còn Đông giao lại già Lam Tây thì bà quán hát thành Nam lập rồi xác trừ bỏ bớt cây ngữ tội. Thanh liêm mà quân chánh được ngồi cây ghế cao. Lão ở đây chân giữ cây miên tàu để cho các vị ra ngờ vào. Thuận nguyên mở cửa chánh đồng bắt cây lòng xuyên. Hà tiên là mọi chỗ phục miên cây hở hàm. Thôi đến đây là lệnh cứ đa cho phần mà tớ gái ở một nhà nghiêm trang lập thành mỗi đạo cây Tây An phục vị máu hoàng lựa kẻ có tâm. Nơi này chôn thể cây Quan Âm tuy là con tướng mà tâm phải tùng. Mối lạ nói lại gây đời khùng điền lo mà cả điền lo mà phục vụ bốn vùng cây Đông Tây. Hà tiên hòa Mỹ hiệp Tây đất đồng mà mở lại kỳ này. Kiện Giang phía Nam ký hiệu cây Tây An phía Bắc mẫu hoàng giao lại hồ thơm. Từ Duyên ngừ cũng góp tôm. Thôi thì hãy gắng trong mưa dòm thận phe thận thiên thì lắng cây tai nghe. Nghịch thiền họ nói không e cây lý mình. Xong sau nhiều cây thứ cá kình lão lo mà xây dựng cho mình. Với dân cây trả rồi cái nợ cây tử ân. Non tiền mà tạm ngữ phong dân cây danh đề. Cái từ tiên cảnh ta về non bồng mà tạm ngữ vừa kề. Bao năm dạo chơi tầm cái bực cái kỳ âm. Mong sao mà quái chúng gần lắm cái phổ đà.
Khuya bắt giao lại cho mẫu bà, phía nam mà lão có ngọn cờ già. Họ tu phủ sơn giao lại cái hai nhù, mở đường mà thiên lộ ngự tu cái trọn tình. Long hoa có bóng cây có hình, có người biết được cái gì tình là ai. Đúng cờ thánh đức cây triển khai, lão chọn người tài gây sắc chai kim. Lúc này mài sắc thành kim, bốn người mà giữ cửa để thêm bán đề. Hai ba hai vị cây trở về, lo cho mà quốc thổ ra bề cây an dân. Ruộng đồng phèn mặn khó khăn, nông nghiệp mà chết thì sĩ tăng xạo hồi. Cho nên lệnh đá cây phản rồi, thiên càng mà dẫn kiến đó thôi. Cây đã đất đồng Hà Tiên là chính cây hàm rồng, bắt đồ nói lại non tòng. Gắm thiền cây đầy cũng lòng mạch cây Hà Tiên, trong dùng mà số bốn quả miên cây hiệp tàu. Cho nên công đức mà nêu cao, gửi ngừ trách nhiệm đã ngờ vào. Tôi qua hai bảy danh hiệu cây cử đà, tặng cho mà ngữ tri hiểu qua cây để tài. Bác thanh phải gắn miệt mài, bác nga cũng phải chứ gót cơ hài. Tu nhanh để chờ đúng lúc cây đàn anh ra bề mà cụ chung sĩ thanh cây quý hồi. Làng Nam cơ Bắc đã nói rồi, ai ngờ mà tri dũng đập bồi. Công lao phải biết nào dạng cây nào thao, phải nghe mà phải gõ trước sau cây ba nhà. Thôi đến đây hợp sĩ cây giải hòa, cho trong mà binh sĩ với mà xương kia cổ truyền thành hiệu cây danh bìa. Cho trong mà các sĩ đá gì cây quy y, hồn nào xác nấy thực thi. Mười năm mà là chạy ruộng lập mà đi trước kìa. Bây giờ tất sĩ cây đã gì hợp chung mà một môi phá chìa thành viên. Nuôi vàng giao lại cho điền, phu long mà giao lại chủ quyền. Quốc dương thôi thì bốn chữ cây kỳ hương, mong sao mà tất hết hiệp dương cây quả đồng. Quỳnh khai chiếu diệu cây tây đông, nói cho mà các sĩ đất đồng. Bảy thừa sớm chiều, tối nắng cây sáng mưa, sáng nắng mà tối mưa, để cho mà quý vị sống xưa cây phổ trì. Mấy câu thi phú những gì, trao người mà tri biết thực thi công trình. Mặt đời kính trọng cây hoặc khinh, dũng tạo mà bà ghịa tâm linh cây hữu hình. Tây Ninh là chỗ cây mẹ mình,
đất đồng xây kiện cây bóng quỳnh tay lại dứt lời gửi lại cây hôm nay mấy câu mà thân tặng cậu hai cây trở về chờ cho cũng hiệp qua cây bản hộ danh đề gạn mặt sĩ thanh chúc trong quê thị xài thành đất đồng đây mở gạn danh sau này nói liền lóng mạch miền tây biển giới chỗ này hợp sĩ hòa dương đến đây là nở biên cương hai bên đừng có náo nương đôi lúc là hà tiên là chỗ quê nhà hợp thành xây lại đất hà mới vui những cơ đã sắp hết rồi xin trong quý vị xem coi chăng là đến đây lời lẽ cử đa gọi các binh sĩ hằng hà triệu dân tự rồi dĩ quốc dông thân nay có xác trần phải hiệp hình mau nếu không đây biết làm sao vàng thì vàng thật chớ lộn thao không xài nói cho tử khứ sanh lai lão tặng một bài tớ gái phổ thi nam mô Vũ Sơn Kỳ Hương Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật. Thank you.